Chinh trợ đất có phạm vi phân bố ở Mỹ và Mexico, thường xuất hiện trong các khu vực sa mạc khô cằn hoặc miền núi với đặc điểm là cây bụi. Với kích thước lớn, chinh trợ đất trưởng thành có chiều dài từ 52-62 cm, sải cánh dài từ 43-61 cm và cân nặng dao động từ 221-538 g. Chúng xây tổ trên đám que thấp, thường tận dụng cây xương rồng hoặc bụi cây để làm tổ. Trợ đất thường đẻ từ 3-6 trứng và thời gian ấp trứng là khoảng 20 ngày. Trợ đất sở hữu một vũ khí lợi hại, đó là mỏ dài, cứng và rất sắc nhọn. Chúng sử dụng mỏ để mổ thẳng vào đầu rắn, sau đó đập mạnh xuống đất để tiêu diệt con mồi. Khả năng này giúp chúng có ưu thế khi săn mồi và làm cho loài rắn đuôi chuông, một trong những loài rắn độc nhất thế giới, trở nên yếu ớt. Mặc dù có khả năng bay hạn chế, trợ đất lại có tốc độ chạy trên mặt đất vô cùng nhanh, có thể lên đến hơn 30 km/h. Điều đáng kinh ngạc khác là loài chim này có thể sống cả đời mà không cần uống nước. Đây quả là một loài chim đáng nể đúng không các bạn? Tôi chưa thấy ai nhịn khát sỏ như vậy, và riêng bản thân tôi thì rất sợ rắn nhé. Con loài chim này làm được hai điều phi thường. Còn bạn nghĩ sao về loài chim này? Hãy để lại ý kiến của các bạn cho mọi người cùng biết nhé!